Cái công tác chuẩn bị để sắp tới để sang bên UE để chuẩn bị hai trận đấu tới Trung Quốc thì mọi cái sự chuẩn bị đều toàn đội đều tập trung và thể hiện tập luyện trong thời gian vừa qua là rất là tốt. Và với sự cần cải thiện thêm thì em nghĩ đội bóng chúng ta thì chỉ cần phát huy được cái tinh thần đoàn kết và cái sức mạnh truyền thống của Việt Nam mình để có cái sự quyết tâm cao nhất hai trận đấu tới. Hai trận đấu sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, và khán giả hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng và chúng ta sẽ có những kết quả tốt trước Trung Quốc và Oman. Nhưng điều này nó tạo ra áp lực như nào đối với toàn đội? Thật ra hai trận đấu tới rất là quan trọng dành cho đội tuyển cũng như là toàn dân của người Việt Nam. Một phần là áp lực nhưng mà em nghĩ đội tuyển chúng ta luôn suy nghĩ về từng trận một để đạt được các kết quả tốt nhất để không có để đạt được những cái sự kỳ vọng của người dân. Cho em nghĩ một phần là đừng có vì cái sự áp lực đó quá lớn mà mình mất đi cái bản chất của mình trước đây. Tại cái trận đấu với Australia thì lại được ra sân thi đấu, thì theo cảm nhận của em cái trình độ chơi bóng ở cái vòng loại ba là như thế nào? Giờ qua trận đấu đó em chỉ được vào sân vài phút nhưng mà em nghĩ cái trình độ ở vòng loại này là tất cả các đội bóng đều rất là mạnh, rất là tốt, cho nên em nghĩ những trận đấu đó thì mình phải cố gắng hơn nhiều hơn nữa để đạt được những cái kết quả tốt nhất cho đội. Ở hàng hậu vệ của đội tuyển lúc này, đặc biệt là hai cánh, là cái sự cạnh tranh của rất là nhiều vị trí, thì Tài cảm thấy tự tin nhất là cái điểm mạnh gì? Đối với sự cạnh tranh của em và em tự tin nhất về bản thân em thì được cái không to cao mà được cái em nghĩ là về thể hình và cái sự tranh chấp mạnh mẽ của mình. Như chúng ta đã biết thì trong cái chuyến đi đến làm khách trên sân của Trung Quốc của Oman, thì trình đội tuyển sẽ không có sự góp mặt của Minh Vương vì là không kịp hồi phục chấn thương và ông đã trở về câu lạc bộ điều trị. Cái thứ hai nữa là Trọng Hoàng thì cũng đang điều trị cái thoát vị cái nệm, khó mà có thể kịp góp mặt trong hai trận thế. Thì Tài có muốn gửi cái lời động viên chia sẻ gì đó với anh chị đồng đội của mình không? Thật ra anh em đều ở cùng đội với nhau nhưng mà đó là cái sự tiếc nuối nhất của đội tuyển, thì hai anh đã gặp phải cái sự chấn thương đó và không thể góp mặt cùng đội. Và em nghĩ cái đó là một phần tất cả các đội là đi thi đấu và quyết tâm cao nhất để đạt được những cái kết quả tốt nhất để dành không chỉ riêng cho đội tuyển mà dành những cái tình cảm cho anh em đó. Và em xin gửi lời chúc đến anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục mà quay trở lại đội tuyển cùng với anh em.